Nói Thật sự lên. nói để tướng vào bắt à, ai dám nói. Trời, im 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 rồi. Anh biết cái map góc mình cao này cừu chỗ nào không? Mình nhắc nhận tao con nào cả này. Hãy mua bản hack đi Để anh. chợ thằng Thuấn á, nó so cho rồi đi qua chỗ đó mà lượm thôi. Ngay góc á. Anh xui à. Cái map này nó đất cùng mà. Đồi mày. Đánh với mấy thằng khách thì chỉ có hack thôi. Đúng, tao Có nhận ngày dạo mấy ông đi này làm mấy hack quá. nhận ra được chân lý rồi đấy. Giờ hấp tràn lan rồi, có phải muốn đóng nó phải xài hấp. Đúng. Cuối cùng là có người tiếp thu được chân lý rồi. Không cãi được. Con kêu nó luôn, số tôi khổ quá đi mà. Con gặp thằng Mông Cố đấy. Ủa nó không kì bẻ trong đâu. góc, kì trong góc, kì trong góc. Trong góc nhiều. Đó là để đâu còn ra đây không? Đó là để đi. Này trong góc cũng nhặt phát 5 con luôn này. Rồi mấy góc á. 6 con. Giờ bác ra dành với tụi nó thôi chứ thủ yếu trong góc. Ai nào mà live stream. Ui, 7 con, 8 con này. 9 con. Ôi ôi. Nhìn này. Kỳ hack kiểu. Chết rồi, mẹ anh đi vấn hack rồi. Mẹ, tổng cộng là 14 con kiểu nhặt được. Điên thật nhỉ. Là một góc hay. Một góc này. Không, ý là một góc đấy nhặt được 8 9 con. Nó vô hành hành ở bên sen rồi phái ở bên sen xíu tí nữa là đập luôn nha, chính bên sen rồi. Mấy ông này quýnh mấy con, mấy ông ra TC mà mấy ông này không không ấy, không thông minh, không có chuẩn, ra được 3-4 tỷ rồi mới đóng TC. Xem cái trận ông gì đấy, anh bắt cái gì xanh xanh. Ơi, sao nó không chạy? The fuck, vậy để mất con dân. Cứ dầm 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 hoài. Gì ô tô của ai? Ờ, chuông của tôi. Tiếng đấy vẫn vào mic à? Nghe cứ như ô tô nhỉ. Như đấy. Đức hai là chính nhá, đang là đá này. Nó mẹ mãi kiểu viết tít bên trong như này, nó mãi kiểu bên ngoài. Ủa, con kỹ này mạnh nhỉ, đọc mấy cái chất nhân à. Lên 6 ngựa nè.
Nhiều lắm á. Mẹ hơn 2 dân là tí thế. Mới lượm em 2 dân. Nếu biết nó đủ đá ấy chưa? Nếu biết nó đủ đá xây nhà chính thứ hai chưa? Chắc là chưa. Ui, nó xây mẹ ăn rồi này. À vẫn đủ đi nè. Này đủ đóng nhà chính thứ hai rồi. Ôi. Thôi, cứt rồi, đéo để ý đi nè. Yeah. Chết mẹ ăn giò. Ngọc giáo thủ đi vậy. Lên mắt này đến một giáo thủ cho chắc bằng. Để em cho mày cho xin mấy con giáo nè. Để em thay qua cho mấy con giáo thủ nè. Black cứ đi chém đi. Nha, ra đi, ra đi. Ra đi nè Black, ngủ nhỏ. Cười cho. Kìa, ơ kìa. Còn bãi này của nó này. Còn bãi vàng của nó tí. Đừng bãi vàng đấy nhá. Đấy, quay cái quay cụ thiêu mà bắn chết cụ luôn. À quay cái cây bạc vào dập luôn. Mày định đi chợ mà. Đâu nhỉ? Đi đến đâu rồi? Cây bạc rồi. Qua. Cây bạc đâu rồi? Rồi, lát bị nó bằng thật dữ ấy. Mày hát mà. Mày tụi này hát rồi. Điều vậy. Rồi bây giờ là thua thì cứ đỡ thường. Nào, thằng nào hát, mẹ ra tao coi. Mày đừng có đổ ăn người hát. Lấy. Nhìn đi quân rồi, không biết không? Biết cho tích trời. Không có bao nhiêu đâu. À, cái này à. Cái vàng dưới này hả? Trời ơi. Cái lộn đất này định bung nhà chính hay sao? Ăn ghé lắm á. Bung rồi đó. Thằng anh cũng bung nhà chính à. Anh ăn đéo quá trời. Quá la. Lúc này tụi nó bung nhà chính thật. Lộn. Nhà chính vậy. Quá lót thằng này đang có ba vàng này thiệt. Chơi rất là bình thường. Cái thằng cấp cây lóc này nó còn đời chậm hơn chục cây. Ngáo thật. Giờ này không được một.
Màu ngáo. Hỏi nè. À lộn, thằng em ông cổ á. Lộn tướng anh. Ông cổ là cây bè. Black bị mấy con kỳ nhì nó chọt chết hai mấy anh dân. Phải cái con. Chết nhiều thế rồi. À, Black kỳ quá. Còn bị nó đốt nhà dân nữa. Ôi ôi. Chết rồi không. Sao phê đó không đi cho con dân đi lên sủa đây. Để nó đốt nó có tiền cái vàng. Nó bờ đánh nha để lên 3 phát. Anh thằng Đức nó lên 3 thế này. Ừ, thằng Đức nó lên 3 rồi. Nó lên cái, nó lên cái gì nhở, nó lên cái nhà thờ đấy, nó cũng chưa đẩy quân được luôn đâu. À, nó xây hai nhà chính gần nhau, đều chọn vô được. Bực quá, đéo đi ăn hoàng được. Chậm ơi là chậm. Xây nhà chính thứ hai ngay bãi vàng. Kinh kinh con mẹ. Xong đi con mẹ đéo ăn gỗ đéo quá thật. Dính thằng nhát rồi. Đồ cầu quá. Lạc trong có bị mất vật lắm rồi. Ui ui. Thằng lộn mong mong này đi giúp tay rồi. Đi nghe qua dân của Black ăn hoàng đi vô đập. Nhanh nhớ, từ kia lên 3 là tôi toan ơi. Vì đang đánh nó đi, đang đánh nhau ra chứ làm gì đây. Đứng, đứng cao cao khi nào nó đẩy quân thì đã biết còn tính. Chiếm dần đất nghệ rè. Thằng đất cơ cấu lên là nhà lính rồi. Ôi thôi anh cứt rồi. Dạ. Ít còn nữa. Còn là tụi nó chưa đi buông nè. Mẹ thằng Mông Cổ nó ra đây. Cứ tưởng không có đang đánh kia. Lộn luôn. Mất hết đạo quần luôn đi. Cổ nó trâu kỳ nhẹ mà, nó muốn chạy đâu chạy. Đã điếu rồi. Thế xây mẹ nhà xong cũ rồi. Quả đấy mà cắm được cái chòi. Cái kíp lên trên nhà đấy thì. Ui biết thế quả đấy gọi nó bờ sang. Đang định cắm cái tòa tháp trắng trước cửa nhà thằng anh. Anh Mao à? Anh Mao à? Ờ, nó biết như kiểu nó biết mình cắm nhà đời ba ở đấy sao, nó chạy sang luôn rồi. Mất hết quân luôn rồi. Nè, của đại quân này bắt đầu đấy. Black ăn hoàng giữ mép còn cứ thẳng nhà nha thôi Black ơi. Nó vẫn bị Black hay rách dân mà. Mẹ ừ nói thế. Chút cây mẹ chặn cây bẹt của nó chẳng đi máu nó chạy về nó đánh cho. Chẳng biết là chặn đường vô thương. Quá mắc dậy không. Rê lây quân vô nhà của Black không? Địt mẹ ép quá. Không tìm được thằng Lumber luôn. Vậy tao làm gì đâu. Nó với Black ép của bạn đồ.
nó cứ can nấp trong rừng tiền hành, xong chờ ông lắc ra ăn hoa cái gì đó. Nó bắt cái chạy nhanh, nó chui vô, nó giết ai đến bè giờ. Lấy nhà lắc nha. Ai? Đức. Đất giờ thủy lắm rồi. Thế toan rồi. Em qua đỡ cho này. Mẹ nè. Gì nặng hay đánh gì đấy. Không trường có. Cố gắng xem có đỡ được không. Đúng gì nhiều là nhưng mà nó không quân nó chắc được. Quá, sẽ mất đi đấy. Đôi rồi, chuẩn bị chạy ăn nha. Nó mà chém nó đi em thủ cho. Cái này 50 tuổi. Bắt nó ra là thủ rồi. Bắn đi, cứ thể đi, tí nó hết quân rồi. Nó chém nó đi em thủ. Hay vào đi. Nó hết quân rồi. Đang đánh với thằng Lâm Bờ, mày muốn đông hơn, nếu đánh Lâm Bờ là chạy về cái biển thằng Lâm. Ở bên phía Yuki nè. Dí là nhiều Yuki luôn. Ok, em em thẳng cái nhà nó luôn đi em Black ơi. Bị bom đồ cho em Black. Thằng Mông Cổ á, em thẳng cái nhà Mông Cổ. Chặn thân nữa nè. Thôi đông quá nè. Mang lô dân đi. Ôi giời, mày chết mẹ mày rồi. Rồi, mày yếu. Đâu hàng. Toàn cung bắn thế đéo được. Kêu bẻ chu kỳ nãy xây tòa cái trắng á, đừng bắn thằng Hồng là bị bắt đâu. Đi bắn á. Đi bắn á. Livestream lên xem nào. Chơi cái đầu buổi gì vậy? Mày là chuyện thế đó. Mày là chuyện đâu?